Thưa quý vị, bắt đầu từ tháng 10 tới đây, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ ngừng phát thanh thông tin chuyến bay tại nhà ga nội địa, sau khi đã dừng phát thanh tại nhà ga quốc tế T2 vào hồi tháng 7 vừa qua. Cụ thể, công ty phục vụ mặt đất sẽ bố trí biển bảng thông báo về việc nhà ga ngừng phát thanh tại các vị trí thuận tiện như quầy thủ tục, khu vực an ninh soi chiếu, phòng chờ và cửa ra máy bay, để hành khách chủ động, lưu tâm cập nhật thông tin chuyến bay trên màn hình thông báo lịch bay tại nhà ga. Ngoài ra, các nhân viên làm thủ tục tại quầy sẽ thông báo cho hành khách về việc nhà ga ngừng phát thanh, cũng như lưu ý hành khách các thông tin trên thẻ lên máy bay. Tại cửa ra máy bay, căn cứ vào số lượng khách của mỗi chuyến bay, Vietnam Airlines sẽ bố trí nhân sự cầm bảng số hiệu chuyến bay, giờ bay, điểm đến để mời khách lên máy bay. Nếu sát giờ đóng cửa ra máy bay mà hành khách chưa có mặt, Vietnam Airlines sẽ tổ chức nhân viên cầm bảng để thông báo tìm khách tại các khu vực an ninh soi chiếu, nhà hàng, khu vực xung quanh cửa ra máy bay. Trong trường hợp chuyến bay khởi hành sớm hoặc muộn so với kế hoạch từ 15 phút trở lên, ngoài thông báo trên hệ thống màn hình, Vietnam Airlines sẽ thông báo cho hành khách bằng các phương thức khác tùy trường hợp cụ thể.